Chiều nay ngày 17 tháng 8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả phiên họp thứ 22 về kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thông báo đến cơ quan báo chí về kết quả phiên họp thứ 22 của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong 6 tháng đầu năm, ban chỉ đạo đã tham mưu bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, chỉ đạo khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở, ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn về xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm minh nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng cán bộ đảng viên vi phạm cả cán bộ cấp cao đương chức và nghỉ hưu tiếp tục khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng không có vùng cấm không có ngoại lệ được nhân dân dư luận đồng tình đánh giá cao tại buổi họp báo cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cũng trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan đến các nội dung về quy chế tiêu chuẩn lựa chọn các cá nhân tham gia ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh thành phố đặc biệt là đường hướng trong chỉ đạo xử lý vụ công ty cổ phần công nghệ việt á cũng được ban chỉ đạo thông tin cho báo chí